Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn. Vâng, chia sẻ cho quý vị một cái trực. Cây trực này mới được thay chậu, cây rất nhũn. Ok, Minh Dưỡng chia sẻ cho quý vị một số những cây mới cắt tỉa tại vườn Minh Dưỡng. Quý vị nhớ xem, đăng ký, like cho Minh Dưỡng và nhớ đăng ký kênh Bonsai trên YouTube để Minh Dưỡng chia sẻ quý vị các bạn những video mới nhất. Và xin chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại. Tiếp đến quý vị nhìn đây là một cây vừng, một cây lộc vừng rất là kỳ mỹ. Một cái vừng rất kỳ năm thân gần được hoàn thiện. Ok, Minh Dưỡng chào quý vị các bạn, chia sẻ quý vị các bạn
một số cây tại vườn Minh Dưỡng mới được cắt tỉa. Trước mắt quý vị các bạn, đây là một cây xanh mới được cắt tỉa bông râm. Vâng, cây này có cái thân cốt rất là điệu và già, rất là kỳ mỹ. Đây là mặt hai cây. Vâng, tiếp đến là một cây long thăng. Cây này dáng rất là kỳ, cây dáng long vờn.